xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật cái tình hình tại bến đá Antaco là cái tình hình là xà lan mắc cạn nha. Thì theo thông tin mình được biết là cái này mắc cạn hồi lúc 5 giờ phía tới giờ. Thì bây giờ thì trên màn hình nhỏ các bạn anh em vẫn là xà lan Phú Thành. Giờ mắc cạn cùng lúc 3 chiếc căng ngang luôn. Ở đây là 2 chiếc, còn ở đây là 1 chiếc. Rồi giờ cái lỗ kẻ chính giữa là nó không còn nữa rồi. Thì xà lan ở phía sau là nó dồn lên trên dưới đâu cỡ chừng 500 chiếc kìa các bạn, có thể hơn. Bây giờ thì anh đang tìm cách để giải quyết cái luồng này để cho mấy anh kia đi. Ở phía sau còn rất là nhiều. Đây thì trên hình các bạn mấy anh em thì mấy anh sẽ tìm biện pháp là chắc là có lẽ là anh này anh ve lại để cho anh này anh tấp vô trước hay sao đây. Chứ bây giờ nó quá trời cạn phía sau rồi. Ở phía trước này. Trước thì đang xuống đá cũng cạn luôn. Đây là một chiếc xà lan đang xuống đá này. Ồ chiếc này bây giờ cũng nẹt kinh khủng khiếp ha. Giờ nó cạn, nó cạn, nó quên, nó cạn hai lớp dày dục ở trên cũng vậy mà ở dưới cũng vậy. Lớp nào ở đây nữa. Quá trời rồi, bữa nay một ngày giống như là thành phố xà lan ở trên sông vậy. Đây bây giờ thì trở lại bên đây thì cho mọi người xem mấy anh sẽ tìm cách nào đây. Chắc có lẽ là cho mấy anh sẽ tìm cái cách cho đi bên đây quá. Giờ thì không có tàu kéo nào mà lại kéo được đâu nha. Tại vì cái lòng sông nó bị cạn kiệt nước ít. Cho nên vấn đề là tàu thuyền chiếc nào mà sâu lường là dính liền. Rồi bây giờ bích luôn rồi đó, 3 chiếc luôn đó. Anh này anh ve lại các bạn, ve lại cho tàu ghe đi bên đây rồi. Rồi cho chiếc này nằm giữa luôn. Đây trở lại bên này thì cho mọi người xem chiếc này cạn kinh khủng khiếp luôn này. Quậy đục nước luôn. Chiếc này ở Bến Tre nha. Quá tàu ghe luôn rồi. Chiếc này chỉ ra chỉ bắt là chỉ đứng cái chỉ nhìn luôn. Tối rồi mẹ ơi, cục bành tri nữa. Ôi, đúng là xà lan mắc cạn có khác thì cạn là phải gồng hết máy chịu mới nổi nha. Qua trời cái máy cu min nó nẹt. Đang xuống đá bắt bị cạn luôn. Này nữa nè. Dầu mỡ nào chịu nổi thứ này. Ghe mà không xuống luôn các bạn. Đây nước ròng á. Qua video này thì mình có nói sai sót thì mong mọi người xem thông cảm nha. Hay trở lại tình hình bên đây thì mấy anh sẽ phân cái luồng cho đi cái hướng này rồi. Hồi nãy thì cho đi hướng này nè, nhưng mà mấy anh ém là đường này luôn rồi. Cho đi đường này có thể là nó dễ hơn á. Thôi có chiếc này cạn gì mà kinh khủng khiếp đi chứ. Anh ve ra ve vô để xuống đá. Quá thứ. Ôi dồi. Hai chiếc hai mắc cạn hai đầu ha. Đầu này là hướng trên. Nữa nè, lên ga nữa nè. Cục khối chà bá nữa các bạn. Thì bây giờ mấy anh đã mở cái luồng đi bên đây rồi nè. Bây giờ thì tàu ghe bắt đầu đi cái hướng này nha. Nó thoáng hơn cái đường bên kia rất là nhiều. Đằng kia có chiếc xà lan bự đang đi lên nữa kìa. Khi mà giải quyết được một cái chiếc nào đó tấp một bên là bắt đầu tàu ghe sẽ thoáng dễ đi hơn ha. Đây còn cái đường giữa này cũng bự bự rồi nè. Còn đây là cái phía trên cầu nhìn xuống đây các bạn. Đó, hồi nãy thì mình ở đằng cái chỗ cái xà lan đang khói khói đó đó.
Kinh khủng khiếp chưa? Đó, bây giờ thì mấy anh đang tìm cách phân cái luồng để cho thoáng được chút nào đỡ chút đó thôi ha. Rồi mạnh nay mới bò từ 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 qua. Quá kinh khủng khiếp luôn. Cạn nè, hai lớp xà lan. Ở trên cũng vậy, ở dưới cũng vậy. Không khác mà thành phố xà lan ha. Đây còn ở đây. Dưới thì cũng y gan vậy. Đông cực kỳ đông. Thì tất cả là tê liệt hết trơn rồi. Để chờ tình hình coi như thế nào nha. Ghe lúa, ghe chấu, ghe đất, ghe đá gì, ô tô lưa một đống ghe luôn. Máy cắt, máy cài gì, máy suốt gì nhóc hết trơn các bạn. Giờ trừ khi là giải quyết được cái luồng nó thoáng rồi mới đi qua đề dễ thôi. Còn không thoáng thì cứ ngồi đây mà đợi thoáng đi thôi, chứ thật sự rất là khó nha. Chiếc này chở xi măng này. Bây giờ thì mình sẽ chạy ra phía đằng kia, sẽ cho mọi người xem coi nó thoáng chưa ha. Đây là bây giờ mình đã chạy ra phía đằng này nè. Cái chỗ đang cái điểm đang bị kẹt này. Đó, chiếc này gồng vô đây cái dính này nữa rồi. Cực kỳ là khó ha. Bây giờ thì mình đã thấy cũng có mấy anh quản lý điều tiết giao thông đường thủy cũng đi lại đó, nhưng mà đứng trên bờ. Rồi xong luôn. Bắt lực hết rồi. Chỉ còn đợi thời gian, đợi nước lớn thôi. Bây giờ thì mình nghĩ là khó qua đó các bạn. Chỉ còn một chiếc, hai chiếc nào nhỏ nhỏ thì có thể là bường càng ngang qua được. Còn chiếc nào bự bự thì thôi rồi xong. Anh này đang cố gắng để anh bường anh gồng qua này. Không biết sao đây, chờ các bạn chờ coi kết quả ha. Dưới sông thì có mấy đứa cháu nhỏ đang tắm này. Tắm cái này tắm bụng chứ tắm gì. Tại vì nước xà lan nó quậy đục ngự hết trơn. Đây bây giờ thì chiếc này đang gồng mình để đi qua nha các bạn. Đó, một chiếc đã thoát rồi đó. Còn bao nhiêu chiếc sau rồi, thoát cái gì nổi mà thoát, vừa mới nói với tiếng. Tối lên mịt mù nữa nè. Chiếc nào hơi trọng trọng qua đây là dính trưởng liền. À, thấy cái lòng sông vậy mà vách bên đây nó bị cạn này. Rồi kẹt ở đây thêm luôn. Đang cố hết ga. Tại chỗ này nghe nói đâu có cục đá ngầm hay gì đó, mình cũng không chính xác nữa, nghe nói đâu là nghe một số người nói là chỗ này có đá ngầm, đá gì đó. Sau đây rồi bắt lực nhìn nhau nữa, lên hết ga đi anh. Bây giờ thì chiếc này đang gồng mình qua nha các bạn. Bây giờ thì hai luồng đã thống rồi, chiếc xà lan cạn đang nằm ở chính giữa luôn. Thằng này nữa. Rồi bây giờ qua không được, dính nguyên một chùm luôn rồi các bạn. Quá khó. Giờ mấy anh ghe đi đường bên kia rồi, đi cặp cái chiếc xà lan Phú Thành bên kia rồi. Quá, chiếc nào chiếc nấy này, bữa nay chắc máy móc ghim mình hết trơn rồi các bạn. Đây cái ghe này vừa mới tới đây dính cạn đây nữa nè, rồi lủi cái đầu vô bờ luôn. Đó, biết chuyện gì xảy ra luôn các bạn. Bây giờ thì hướng nào cũng bị cạn hết. Rồi. Sao anh quậy luôn rồi. Đây là bên dưới đây. Tình hình lại xấu hơn hồi nãy rất là nhiều. Nãy còn có thể đi nhích nhích được, bây giờ thì thua. Có thêm mấy đứa nhỏ leo lên xà lan nữa này. Này làm gì ghe luôn đây. À ghe lại chắc kéo anh xà lan bên này quá, để cùng xem coi. Chứ có kéo không? À không. Ghe là anh lấy chớ anh đi. Kiểu như bây giờ ai mà qua được là thoát thân rồi chứ dễ mà kéo dính là nữa.
đây thì ở vòng chùm luôn, hết đường cứu giãn rồi các bạn. Giờ mấy anh đi bên kia rồi, giờ làm sao mà giải quyết được cái chiếc này này, cái chiếc phía bên này nè là qua được là thoáng liền. Mấy anh da lúa đang chọn cái con đường tắt là phía bên kia ha. Này nãy giờ thì anh gồng tới gồng lui hoài mà không qua được. Cái máy xà lan thường nó cũng là hơi yếu lắm nha các bạn, được cái chạy đường trường là im thôi, chứ nếu mà chạy đi cạn rồi này kia nọ chịu không nổi. Trời ơi, gọi chiếc kia bên kia khói nó ra kìa, như cháy gần bên kia kìa, rồi dính nó nữa. Kiểu như chiếc nào cái lường mà nó cạn cạn thì có thể qua được, còn chiếc nào lường sâu thì thôi rồi, xong rồi lợm ơi nữa rồi. Quá tự mình kia nẹt sùm cho đắt bến nữa. Ôi trời, khối nó ra kìa các bạn thấy không? Nó dính vô đó rồi đó, lủi đầu vô cạn nữa rồi kìa. Quá khó ta. Ôi mẹ ơi. Chiếc này ghe cổ xà lan mắc lầy dữ lắm rồi. Rồi xong dính đó luôn. Anh ghe sắt. Cửa số ngay góp bển, hay nó đụng vô cái lượng xà lan hay gì. Cái máy gì nó hú dữ ha bên đó. Rồi, dính lên khối mịt mù rồi. Quá khó mà. Rồi anh qua được rồi. Nước nó lé luôn rồi. Mấy đứa nhỏ thì đang tắm ở trước mũi xà lan này, nguy hiểm chưa. Mấy đứa nhỏ này không biết sao lại thích vậy ha. À, hy vọng là chiếc này sẽ qua nha. Trầu của nó lộn của mèo luôn má ơi. Rồi cái anh này sao mà tình hình nó xấu với người ta, đụng vô cabin đi góp bên kia kìa, nghiêng dách bên đây hơi nhiều hơn bên kia nữa các bạn, kiểu giống như là bên kia nó đưa lên cạn á. Đặc biệt hơn nữa là chiếc xà lan này có một phím hai ở trên nó đáy, đó là dữ dằn nữ tướng này. Đây cho mọi người xem nữ tướng nha. Đó, thấy chưa. Rồi phím hai sẽ bường qua luôn, rồi ngon lành rồi đó, bường nữa luôn thím hai ơi, tới luôn thím. Rồi trở lại chiếc bên này cũng qua được luôn rồi này. Còn chiếc nào qua cái đít cũng bê, cái đầu cái đít quên, cái đít cũng bê qua chiếc xà lan, cái đầu cũng bê vô bờ không biết. Thím hai đi tới đây rồi. Được rồi, chí này qua được là thoát rồi đó. Đó thì à, còn ở đằng này thì chiếc nào mà đi qua được rồi cái đầu. Thôi ơi, hôm nay ghe chiếc xà lan đang tới nữa nè. Kìa kìa, ông kia cũng ghe kìa, bóp kèn kìa. Kìa ống ve lại kìa. Vô cái đít là mớp đó nha, xà lan thẩm đang có chớn dữ lắm á. Chiếc nào cũng qua được rồi, mấy chiếc kia cây bên kia nữa kìa, chiếc
chiếc ghe là chiếc ghe lộn, chiếc ghe ghe sắt. Nguy hiểm quá. Đây bắt hai lái này các bạn. Nữ lái luôn. Nữ lái luôn. Bây giờ bà lái bượn qua cạn không á chứ. Nữ tướng nữa chưa. Chiếc này nó qua lọt là thoát rồi. Wow, lần này thì tiếp tục cạn nữa, mẹ ơi thối kìa. Dạ mà. Này mấy anh ủi xịp này. Ủi xịp là ủi cá tôm gì đó trong sông ha. Wow, chiếc này cạn kinh khủng. Mỗi lần ngơi mới quay đây thì bên đây bủ thối kìa. Thật à. Thôi rồi, thôi rồi. Thôi rồi. Như một bài hát DJ vừa được mới sáng tác của động cơ Cummins. Kinh khủng khiếp chưa. Rồi, bây giờ thì cái chỗ này đã thoáng trở lại này. Gióng linh kinh khủng khiếp luôn các bạn. Mỗi lần đặc biệt hơn nữa là mỗi lần gióng máy thì có cái chị này ra chỉ đứng ở đây chỉ coi nè. Mẹ ơi cực tối rồi. Kinh khủng chưa. Ôi dồi. Rồi trong ghe không dính bên kia nữa. Rồi chiếc ghe dính đằng đó nữa rồi kìa. Thối nhìn kinh khủng khiếp vậy. Quá trời rồi. Hết mẹ nó canh dầu rồi nãy giờ. Đây cái chiếc này bây giờ bị cạn nữa rồi các bạn. Đâu luôn mẹ ơi. Trời ơi rồi. Chúng cho đó luôn rồi. Tắp đít cho đó luôn rồi. Cái mũi ông bê vào đó luôn rồi. Rồi cái chiếc đằng kia nó bị chưa qua được, nó bị cạn đằng kia. Rồi chiếc này quất vô cái đít nữa. Báo hại cái chiếc này đang xuống đá này. Ôi dồi, giờ anh này anh nạp cái đít vô để cho chiếc kia đi qua nha. Hết rồi chết rồi, chắc đứt dây quá. Rồi không sao không sao. Ổn rồi. Rồi cũng bị phía trước nữa. Thôi ơi rồi đụng một cái hự dữ lắm rồi. Đủ luôn. Rồi chữ lộn nữa rồi. Không ai muốn đâu gì ơi. Đụng luôn rồi. Che yeah, lại rồi. Đụng cái nãy mạnh lắm các bạn. Gạch một cái một chiếc xà lan này tới luôn. Chữ lộn luôn. Tới công chuyện nữa. Đâm vô nãy không biết chỗ nào thốn mạnh lắm à. Mình là không biết sao đây, dây cội từ lơ phía trước rồi kìa. Rồi tới luôn. Thôi cạn kìa. Quá trời gì. Quá, bây giờ hai chiếc gầm hú dữ lắm rồi. Đứt dây nè, dây thẳng kìa, không xả ra.
Wow, chỗ này căng thẳng dữ rồi. Hồi nãy nạp dữ lắm rồi, xà lan hai bác hồi nãy nè. Thôi rồi mẹ ơi, thôi rồi, giống như là đua nhau lên tiếng vậy. Cái ông ủi xẹp này ông đâu vô đây nữa không biết. Và thêm chiếc ghe lúa bị dính này nữa. Xà lan lúa lộn, xà lan lúa đúng rồi. Tới chiếc ghe lúa này nha, hy vọng là ghe lúa này qua không có gì. Rồi dính nữa, xà lan lúa cạn nữa rồi. Chỗ này thì hồi nãy là có một anh quản lý anh nói là chỗ này dưới này nó có đá có cát ha, cho nên nó dễ bị cạn lắm các bạn. Chứ phải chi mà sình á thì có thể bường được. Rồi chiếc xà lan này có quá là nhiều mấy chị nữ người ta đẹp đẹp không vậy à. Rồi đang thui chuyển luôn rồi. Giống như hai chị em xanh đâu ghê ha. Chị này cũng đẹp đó nè. Mấy chị đi xà lan này đẹp thiệt chứ. Cô em đến từ Bến Tre. Mệt rồi. Múc hoài múc không được luôn.